Xin kính chào các anh chị, xin chào các nhà đầu tư đang tham gia buổi số 5 trong chuỗi 5 buổi NDH e-conference do chuyên trang điện tử NDH phối hợp cùng với công ty chứng khoán SSI đồng tổ chức. Tôi là Hoàng Việt Phương, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư của SSI. Trong 4 buổi vừa rồi thì chúng ta đã cùng đồng hành với các chuyên gia đến từ SSI để tìm hiểu các cách thức, các phương pháp đầu tư vào thị trường chứng khoán. Trong đó chúng ta đã đi qua các phương pháp, cách tiếp cận khi phân tích đầu tư. Và chắc hẳn chúng ta đã nhắc đến hai cái cách tiếp cận là top down và bottom up. Nói một cách đơn giản thì đối với cách tiếp cận top down, chúng ta thông thường sẽ đi từ một cách rất là rộng lớn và sau đó chúng ta sẽ thu hẹp, sàng lọc dần dần từ cái bức tranh rộng lớn đó, tìm ra các nhân tố tốt nhất và dần dần cứ làm theo cái quy trình như vậy để tìm ra cái cổ phiếu mình cần đầu tư. Cách tiếp cận top down là một trong những cách tiếp cận cơ bản và quan trọng của phương pháp phân tích cơ bản, như các anh chị đã có nhớ chúng ta đã nhắc đến trong các buổi lần trước. Về mặt truyền thống thì với cách tiếp cận này, các nhà đầu tư sẽ đi qua 3 bước. Bước thứ nhất đó là tìm hiểu môi trường vĩ mô, trong đó các điều kiện vĩ mô đang thuận lợi hay khó khăn cho các ngành kinh tế như thế nào. Đến bước thứ hai, chúng ta sẽ tập trung vào các ngành, đánh giá tình hình cung cầu, đối thủ cạnh tranh cũng như là mức độ rủi ro ở trong ngành. Và bước cuối cùng thì chúng ta sẽ lựa chọn các cổ phiếu tốt ở trong ngành. Còn cái cách tiếp cận bottom up thì ngược lại là ở đây chúng ta sẽ tập trung thẳng vào đối tượng đang cần nghiên cứu. Đó là chính là các cổ phiếu cần đầu tư. Thì chắc các bạn cũng còn nhớ là trong buổi số 3 nói về phân tích kỹ thuật thì thông qua các mẫu hình và chỉ báo cũng giúp các nhà đầu tư có thể lựa chọn được các cổ phiếu mà có khả năng tăng giá trong thời gian tới cũng như lựa chọn điểm mua, điểm bán phù hợp. Trong buổi số 5 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào phân tích cơ bản. Trong 3 bước mà tôi vừa nhắc đến thì buổi số 4 chúng ta đã nói nhiều về phân tích vĩ mô, sử dụng các chỉ báo vĩ mô như thế nào để đánh giá tình hình cũng như là ảnh hưởng lên các ngành kinh tế khác nhau. Buổi hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào bước số 2 và số 3, tức là phân tích các ngành cũng như là lựa chọn các cổ phiếu tốt trong ngành. Đồng hành với tôi ngày hôm nay thì có các chuyên gia đến từ Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI. Xin được giới thiệu chị Phạm Huyền Trang là trưởng nhóm phân tích ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ. Anh Nguyễn Hoàng Giang là trưởng nhóm phân tích ngành Logistics và Vận tải biển. Anh Đào Minh Châu là trưởng nhóm phân tích ngành công nghiệp. Để bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay thì tôi cũng xin được đề cập đến một câu hỏi mà có một nhà đầu tư đã chuyển đến ngay trước khi chương trình bắt đầu. Đó là tại sao chúng ta lại phải tiến hành phân tích ngành. Phân tích ngành thông thường nó là một cái quá trình khá là khó và phức tạp, bởi vì chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu trong ngành, rồi đánh giá các công ty trong ngành hoạt động như thế nào, cũng như là rủi ro ảnh hưởng đến các công ty đó. Tôi cũng xin phép được chia sẻ một số suy nghĩ về câu hỏi này của nhà đầu tư, bởi vì thực sự rất quan trọng, chúng ta cần phải xác định là vì sao chúng ta cần tiến hành phân tích ngành trước khi bắt đầu làm nó. Chắc hẳn là các anh chị cũng đã từng xem những bài phỏng vấn hoặc trên truyền hình, hoặc là đọc các bài viết của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, những nhà đầu tư nước ngoài nói về nền kinh tế Việt Nam cũng như triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam, và có thể cảm nhận được cái sự hứng khởi, hồ hởi của họ khi nói đến cái tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Nói như vậy là bởi vì các công ty niêm yết hiện tại chính là những đại diện ưu tú nhất cho sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Và sự tăng trưởng đó chính là nguyên nhân vì sao các nhà đầu tư đang đầu tư vào cổ phiếu. Chúng ta hãy tập trung thẳng vào đối tượng mà chúng ta cần nghiên cứu, đó chính là các cổ phiếu. Khi chúng ta quyết định chọn lựa một cổ phiếu và nhìn thấy doanh nghiệp đó trong thời gian tới có một cái mức tăng trưởng lợi nhuận rất là mạnh và quyết định đầu tư, thì theo tôi các nhà đầu tư sẽ cần phải trả lời, tìm hiểu cái câu hỏi rất quan trọng là cái mức tăng trưởng của doanh nghiệp này nó đến từ đâu. Nó sẽ có hai nguyên nhân chính. Nếu mà cái mức tăng trưởng này nó đến từ vấn đề nội tại của doanh nghiệp, hay là nó làm cái xu hướng chung của tất cả các doanh nghiệp trong ngành. Tôi lấy ví dụ như là một doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất. Trước đây họ mua một miếng đất và trong thời gian vừa rồi giá đất tăng lên thì họ quyết định bán miếng đất đó đi và ghi nhận một khoản lợi nhuận bất thường. Như vậy là chúng ta có thể hiểu cái khoản lợi nhuận đó là vấn đề nội tại của doanh nghiệp, vì khó có thể thấy cái việc này có thể lặp lại trong các quý tới cũng như là hiện tượng có thể xảy ra
Tương tự như vậy đối với các doanh nghiệp khác trong ngành. Tuy nhiên, nếu như hiện tượng mà doanh nghiệp có cái mức lợi nhuận tăng mạnh có thể quan sát được đồng thời ở nhiều doanh nghiệp khác nhau trong cùng ngành đó với mức tỷ suất lợi nhuận đều tăng mạnh, thì điều đó có nghĩa rằng chúng ta có thể thấy là đang quan sát thấy một cái xu hướng chung trong ngành, và cái xu hướng đó chính là cái mà chúng ta cần quan tâm nghiên cứu. Khi chúng ta quan sát một cái xu hướng chung của ngành thì chúng tôi khuyên các nhà đầu tư nên trả lời được hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là liệu xu hướng đó sẽ có tác động mạnh hay yếu đến lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành. Có những xu hướng khá là mạnh, nó có khả năng làm tăng gấp đôi tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành so với quá khứ. Tuy nhiên cũng có những cái xu hướng chỉ có thể làm cải thiện một chút cái tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp trong ngành. Câu hỏi thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là cái xu hướng đó có khả năng kéo dài bao nhiêu lâu. Bởi vì trong thời gian vừa qua, chúng ta hẳn các nhà đầu tư cũng đã thấy cái ảnh hưởng của dịch Covid và đặc biệt cái sự xuất hiện của biến chủng Delta đến các nền kinh tế, và nó đã gây ra một hiện tượng mà chúng ta gọi là đứt gãy nguồn cung. Hiện tượng này xảy ra khi mà hoạt động sản xuất kinh doanh đã bị ngừng trệ trong một thời gian, trong khi cái nhu cầu tại một số nền kinh tế mở cửa sớm hơn các nền kinh tế khác thì đã tạo ra một cái sự chênh lệch giữa cung và cầu, và qua đó thì đẩy mạnh cái giá của một số sản phẩm hàng hóa dịch vụ tăng mạnh, khiến cho các doanh nghiệp trong ngành đó được hưởng lợi. Tuy nhiên thì cái sự ảnh hưởng của cái hiện tượng đứt gãy nguồn cung này lên các ngành khác nhau nó lại là khác nhau. Đối với một số ngành, do cấu trúc của ngành thì khi các nền kinh tế đã kiểm soát được dịch bệnh và tăng tốc độ tiêm vaccine thì họ đã nhanh chóng tăng được nguồn cung trở lại, và như vậy thì cái hiện tượng này nó đã chấm dứt chỉ sau 1-2 quý. Tuy nhiên, đối với một số ngành khác thì cái việc do cấu trúc của ngành, việc phục hồi sản xuất kinh doanh nó kéo dài lâu hơn, cho nên cái mức độ ảnh hưởng có thể kéo dài từ 1 đến 2 năm. Chính vì vậy là lý do vì sao chúng ta cần phải phân tích ngành là chúng ta cần phải nhìn rất kỹ vào những cái xu hướng này có mức độ ảnh hưởng như thế nào và có tác động kéo dài trong bao nhiêu lâu đối với từng ngành, từ đó có thể xác định cái tiềm năng tăng trưởng của ngành và doanh nghiệp trong thời gian tới. Chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ở đây thì hôm nay chúng ta đang có chuyên gia của ba ngành vận tải biển, thép và bán lẻ, thì hẳn là các nhà đầu tư cũng sẽ đặt ra các câu hỏi là liệu đang có những cái xu hướng lớn gì đang xảy ra với ba ngành này mà đặc biệt khiến cho giá của các cổ phiếu trong các ngành thép và vận tải biển đã có những diễn biến rất là ấn tượng từ đầu năm trở lại đây. Xin được bắt đầu với ngành vận tải biển. Xin được hỏi anh Giang, tôi được biết rằng là giá vận tải biển, giá cước container nó có một cái chu kỳ rất là dài, chắc là phải khoảng đến 10 năm. Trong đó thì giá cước container không thể nào tăng nổi trong cái thời gian đó. Trong cùng thời gian đó thì các ngành khác có thể có đến 2 đến 3 chu kỳ tăng giá. Thì xin hỏi anh là điều gì đã diễn ra và khiến cho cái giá cước container đã có cái mức tăng ấn tượng đến như vậy? Xin cảm ơn câu hỏi của chị Phương và cũng xin kính chào các quý nhà đầu tư. Đây cũng là câu hỏi mà đã được đặt ra rất là nhiều trong thời gian qua. Như chúng ta có thể nhìn thấy ở trên slide trên màn hình thì cái giá cước vận tải biển gồm có cước vận tải biển hàng rời và cước vận tải biển container thì đã tăng rất là, với cả một cái xu hướng rất là mạnh, nó tăng rất là sốc trong một thời gian ngắn. Thì và cái điều này thì đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cái chuỗi cung ứng trên toàn thế giới. Đặc biệt nếu như chúng ta nhìn vào cái cấu trúc của chuỗi cung ứng trên thế giới thì sẽ thấy là cái phần sản xuất thì được đặt ở phía các nước châu Á, trong khi cái phần tiêu dùng thì sẽ là ở các châu lục khác như là châu Âu, châu Mỹ, châu Úc. Do đó thì cái phần vận tải biển nó trở thành một cái thành phần rất là quan trọng trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Và do đó thì khi giá cước vận tải biển tăng rất là mạnh và trong thời gian ngắn như thế thì cũng đã ảnh hưởng đến giá cả của tất cả các loại hàng hóa, và do đó thì ảnh hưởng lên tất cả các thành phần của chuỗi cung ứng, bao gồm các công ty sản xuất, các công ty xuất nhập khẩu cũng như là cả người tiêu dùng cuối cùng. Và do đó thì tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có một câu hỏi, đó là nguyên nhân vì sao mà làm cho giá cước vận tải biển lại tăng mạnh như thế trong thời gian ngắn, và thứ hai là cái
Cái điểm quan trọng hơn là cái xu hướng này là một xu hướng ngắn hạn hay là một xu hướng sẽ bền vững trong dài hạn? Thì để trả lời cho câu hỏi này thì tôi thấy có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà có thể nhóm vào hai nhóm nguyên nhân chính là nguyên nhân ngắn hạn và nguyên nhân dài hạn. Với nguyên nhân ngắn hạn thì ở cái slide tiếp theo thì cái vấn đề khi mà Covid xảy ra thì nó tạo ra hai vấn đề. Một là cái thiếu hụt về mặt nguồn cung tạm thời do là đứt gãy chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, và thứ hai là cái nhu cầu vận tải phục hồi mạnh khi mà tất cả các nước, các nền kinh tế trên thế giới quay trở lại. Để hiểu tổng quan hơn về ngành thì tôi xin phép đi quay ngược trở lại khoảng tầm 10 đến 15 năm trước. Với ngành vận tải biển thì các hãng vận tải biển đã có một cái khoảng thời gian họ đầu tư tàu rất là ồ ạt trong khoảng những năm từ 2005 đến 2008. Sau đó thì vào năm 2008 thì khi mà thế giới trải qua cái cuộc khủng hoảng cái nhu cầu về vận tải và về tiêu dùng hàng hóa thì đã giảm rất là mạnh. Do đó thì từ lúc đó trở đi là các hãng vận tải biển đã đối mặt với một cái trạng thái mới. Ở cái slide tiếp theo thì đây là cái bảng giá cước vận tải container từ những năm 2011 cho đến năm 2021. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái giá cước container đã đi vào một cái xu hướng downtrend rất là dài hạn. Bắt đầu giảm mạnh từ những năm 2011, 2012 và tạo đáy vào những năm 2015, 2016, và sau đó khó phục hồi trở lại nhưng mà vẫn duy trì ở mức rất là thấp. Và đối mặt với tình huống dư cung như thế thì các hãng vận tải đều có đã phải tìm cách để làm giảm cái chênh lệch giữa cung và cầu, và trong cái quá trình đó thì họ đã phải thực hiện rất là nhiều cách để giảm nguồn cung tàu. Như vậy là theo tôi hiểu thì chính là do cái quá trình hợp lý hóa chuỗi cung ứng và cái sự phát triển của ngành công nghiệp logistics, cho nên là cái hoạt động của các tàu ngày càng hiệu quả hơn và dẫn đến dư thừa tàu, đúng không ạ? Dạ đúng. Vậy thì tôi tự hỏi là với các tàu đó thì không biết là sẽ được xử lý như thế nào, không biết là liệu có bị mang đi bán sắt vụn không ạ? Đúng ạ. Với các nhà vận tải biển thì khi mà họ muốn giảm nguồn cung tàu thì họ có thể có những cái cách. Thứ nhất là họ có thể dừng và neo đậu những con tàu ở lại, nhưng mà cái chi phí để mà bảo trì thì với những con tàu như thế là trong thời gian dài là rất là cao, và thậm chí là trong những năm 2015 đến 2016 mà giá cước nó xuống thấp quá thì cũng không thể đủ bù cho những chi phí như thế, và do đó thì các hãng tàu đã phải thậm chí là bán sắt vụn khá là nhiều những đội tàu của họ, như là có thể được nhìn thấy ở trên cái màn hình. Đây là cái cột màu xanh, nó là cái số lượng tàu biển bị bán sắt vụn trong quá khứ. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái số lượng tàu mà được bán sắt vụn từ những năm 2015 cho đến năm 2019 thì cao hơn hẳn so với cả cái khoảng thời gian trước đó. Thứ hai là về cái tuổi của tàu thì đấy là những chấm màu đỏ, thì mọi người cũng có thể nhìn thấy là cái tuổi tàu mà bị đem bán sắt vụn thì cũng là đã giảm đi rất là nhiều. Trước đấy thì họ sẽ chỉ dừng sử dụng những con tàu mà có cái tuổi khoảng tầm từ 35 đến 40 tuổi thôi. Tuy nhiên thì trong cái giai đoạn mà quá là dư thừa về nguồn cung thì họ cũng đã phải chấp nhận là phá hủy những con tàu mà có tuổi thấp hơn từ 15 cho đến 25 tuổi. Đi cùng với cả cái việc là họ phá hủy những con tàu cũ thì họ cũng giảm cái việc là đặt đóng những con tàu mới. Như chúng ta nhìn thấy thì cái số lượng tàu đặt đóng mới trong cái khoảng thời gian từ 2011 trở về sau thì nó giảm rất là mạnh và tạo đáy vào những năm 2019. Cái việc mà họ giảm những con tàu cũ và họ dừng đặt đóng những con tàu mới đã dần dần đưa được cái nguồn cung tàu biển ở trên thế giới quay trở về gần tiệm cận với cả cái nhu cầu vận tải, và do đó thì các hãng tàu biển lớn trên thế giới đã bắt đầu có lãi trở lại vào những năm 2018, 2019. Và cái chuỗi cung ứng ở cái thời điểm đó thì nó trở nên rất là hiệu quả.
Tuy nhiên thì nó lại gặp một vấn đề là khi mà nó quá hiệu quả như thế thì cái độ thích ứng của chuỗi cung ứng nó sẽ bị yếu đi khi mà chúng ta đối mặt với cả những cái tình huống mới. Đặc biệt như chúng ta có thể nhìn thấy khi mà Covid-19 xảy ra thì cái chuỗi cung ứng đã bị đứt gãy và rất là nhiều cảng biển đã bị dừng vì có những ca nhiễm, và do đó thì các tàu đã phải nằm chờ ở trên biển, và do là cái số lượng tàu đã bị giảm đi rất là nhiều trong thời gian trước đó nên là các hãng tàu cũng không có tàu để chạy bù vào, và do đó thì tạo ra một cái hiệu ứng là cái nguồn cung bị thiếu hụt. Trong khi thì chúng ta nhìn thấy ở phía bên cầu thì cái sản lượng hàng ở trên thế giới thì đã bắt đầu quay trở lại, bắt đầu từ quý 1 và quý 2 năm 2021 khi mà các nước đã bắt đầu đẩy được cái tỷ lệ tiêm vaccine và bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế. Và khi đó thì chúng ta nhìn thấy một cái việc đó là cái nguồn cung thì bị giảm xuống còn nhu cầu thì tăng lên, và do đó chúng ta có một cái sự thiếu hụt về mặt trong 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 ngắn hạn về về nguồn cung. Và đây là một cái lý do mà theo tôi là lý do ngắn hạn được tạo ra bởi Covid-19 làm cho cái giá cước tàu biển tăng mạnh trong 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 thời thời gian qua. Và tôi nghĩ là cái việc này có thể được xử lý. Nếu như mà nhìn vào cái chart ở trên màn hình thì các bạn sẽ thấy là cái số lượng đặt đóng tàu mới trong năm 2021 đã tăng vọt lên rồi. Thì những con tàu này sẽ được đưa vào sử dụng vào những năm 2022 và 2023. Và do đó thì là cái nguồn cung lúc đó sẽ được đẩy lên, và do đó thì có thể được cân cân bằng. Do đó thì đây là một cái nguyên nhân mà theo tôi là có thể được xử lý trong trong khoảng tầm từ 1 đến 2 năm tới. Cái nguyên nhân thứ hai mà dẫn đến cái việc giá cước tàu biển tăng cao như thế theo tôi là một nguyên nhân khá là dài hạn. Ở trong cái slide tiếp theo thì đó là chính là cái nguyên nhân là các hãng tàu biển có xu hướng liên minh và liên kết lại với nhau trong thời gian qua. Như chúng ta có thể nhìn thấy ở cái slide tiếp thì là cái khi mà các hãng tàu mà họ gặp một cái tình huống là dư cung và cạnh tranh rất là mạnh về giá trong khoảng tầm từ 2011 đến 2019, thì các bạn có thể nhìn thấy trên đồ thị vào năm 2015 thì các hãng tàu đã bắt đầu tăng cả các cái hoạt động về liên minh liên kết và tạo ra các cái liên minh hãng tàu rất lớn, và do đó thì cái đường màu đỏ ở trên màn hình đấy chính là cái tổng thị phần của top 10 hãng tàu lớn nhất trên thế giới, và top 10 hãng tàu này thì lại chỉ nằm trong khoảng tầm 2 đến 3 liên minh hãng tàu. Và do đó thì là cho đến thời điểm hiện tại là 2 đến 3 liên minh hãng tàu đó là họ đã kiểm soát đến gần 90% tổng thị phần của toàn bộ cái phần tàu biển container trên toàn thế giới. Và do đó thì nó giảm rất là mạnh về cái việc vấn đề là cạnh tranh về giá. Và do đó chúng ta có thể nhìn thấy là cái xu hướng mà giá cước sẽ được giữ ở mức cao sẽ là một cái xu hướng rất là dài hạn. Do tôi không thấy là các hãng tàu biển có một cái động gọi là có một cái động lực để có thể tách ra để hoặc là để tạo nên những cái liên minh mới, và do đó thì đây là một cái lý do khá là dài hạn và sẽ giữ cái giá cước tàu biển ở cái mức cao ít nhất là trong khoảng tầm từ 5 đến 10 đến 10 năm tới. Cảm ơn anh Giang. Như vậy là theo anh thì dịch Covid cũng đã có tác động khiến cho giá cước container bị tăng mạnh đúng không ạ? Dạ. Vậy thì chúng ta chuyển sang một ngành khác, đó là ngành thép. Trong nửa đầu năm nay và trong từ đầu năm đến nay thì chúng ta đã thấy lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành thép đã có cái mức tăng rất là mạnh, có thể tăng từ 3 đến 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó giải thích tại sao các cổ phiếu thép như Hòa Phát, Hoa Sen, rồi Nam Kim đã có một cái mức tăng rất là ấn tượng. Ở đây thì chúng ta đang nói đến hai yếu tố là yếu tố sản lượng tiêu thụ thép cũng tăng mạnh và giá thép cũng đều tăng mạnh. Khi mà cả sản lượng lẫn giá đều tăng mạnh thì nghĩa là cầu đang có cái mức tăng cao hơn cung rất là nhiều. Vì vậy xin được hỏi anh Châu là xu hướng gì đang diễn ra trong ngành thép mà khiến cho phía sản lượng tiêu thụ của thép lại có thể tăng mạnh đến như vậy? Xin kính chào quý nhà đầu tư ạ. Để trả lời câu hỏi của chị Phương thì trước hết thì tôi muốn nói là ngành thép của Việt Nam thì có cái mức độ liên thông rất là cao đối với ngành thép thế giới. Đó là bởi vì thép cũng như là các cái nguyên vật liệu đầu vào chính như là quặng sắt, than hay là thép phế thì được xuất nhập khẩu rất là nhiều giữa các quốc gia.
Vì vậy để mà đánh giá về các cái yếu tố đánh, ảnh hưởng đến ngành thép Việt Nam thì trước hết chúng ta cần phân tích về tương quan cung cầu của ngành thép trên bình diện quốc tế để nhìn một cái bức tranh tổng thể hơn. Đầu tiên là về phía mặt nhu cầu thì theo một cái ước tính gần đây của Hiệp hội Thép Thế giới thì tổng nhu cầu thép trong năm 2021 thì được ước tính là tăng khoảng 4,5%, tức là cho thấy xu hướng hồi phục sau khi mà đã đi ngang trong năm 2020. Một số các cái yếu tố tác động đến cái nguồn cầu của ngành thép. Thứ nhất là kể đến là đầu tư công. Trong cái bối cảnh mà dịch Covid-19 thì đã ảnh hưởng rất là nhiều cho đến cái tăng trưởng GDP của phần lớn các quốc gia trên thế giới thì nhiều chính phủ đã đưa ra những cái gói kích thích nền kinh tế. Trong đó thì đặc biệt là bao gồm những cái gói đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá hàng trăm tỷ đô như là tại Trung Quốc, EU hay là Mỹ. Bên cạnh cái chính sách kích thích về tài khoá thì chính sách nới lỏng tiền tệ cũng được sử dụng, bao gồm việc hạ lãi suất cũng như là bơm tiền. Thì chính điều này cũng đã thúc đẩy người dân tăng cường mua bất động sản, và do đó thì cũng kích thích cái nhu cầu của ngành xây dựng. Thông thường thì cái khoảng 50% nhu cầu ngành thép thế giới thì được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Yếu tố thứ ba là ngành ô tô. Ngành này thì chiếm khoảng 12-15% tổng nhu cầu sử dụng thép. Thì trong cái bối cảnh Covid thì người dân tại nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển thì có xu hướng là chuyển từ sử dụng cái phương tiện công cộng như là xe buýt hay là tàu điện sang cái phương tiện cá nhân là ô tô. Do vậy thì nhu cầu của ngành ô tô ước tính là cũng tăng trưởng khoảng 12% trong năm 2021. Bên cạnh đó thì sự phục hồi của ngành công nghiệp chế tạo cũng là một yếu tố thúc đẩy nhu cầu thép. Một cái yếu tố cuối cùng nhưng mà cũng không kém phần quan trọng, đó là trong cái bối cảnh tiền rẻ, lãi suất thấp thì cũng thúc đẩy cái hoạt động đầu cơ, tích trữ trên thị trường hàng hóa, cả về thị trường cơ sở lẫn thị trường phái sinh. Và đây cũng là một cái yếu tố góp phần làm giá thép tăng mạnh trong thời gian qua. Như vậy là thép là một ngành đang được hưởng lợi từ đầu tư công cũng như là môi trường chính sách thuận lợi, sở nhờ chính sách tài khoá và tiền tệ cùng đang hỗ trợ cho kinh tế phát triển. Tôi cũng hơi tò mò một chút là liệu ngành thép đang có bị ảnh hưởng bởi việc đứt gãy nguồn cung như những gì đã diễn ra đối với ngành vận tải biển hay không? Vâng, đúng ạ. Ngành thép thì cũng là một trong những ngành mà chịu ảnh hưởng nhiều bởi cái sự đứt gãy chuỗi cung ứng. Bởi vì thứ nhất là các cái quốc gia sản xuất thép lớn trên thế giới như là Mỹ, một số các quốc gia châu Âu hay là Ấn Độ và một số các quốc gia mà cung cấp những cái loại nguyên vật liệu đầu vào chính như là Úc hay là Brazil thì đều có những cái thời gian mà phải đóng cửa dài trong từ cuối năm 2020 cho đến 2021 vì dịch bệnh. Tuy trong thời gian gần đây thì cái sản lượng thép cũng đang có xu hướng là hồi phục nhưng mà vẫn chưa thể bắt kịp được cái tốc độ hồi phục của nhu cầu. Thứ hai nữa là cái việc đứt gãy chuỗi cung ứng thì cũng ảnh hưởng đến cái sự lưu thông các cái sản phẩm thép và các nguyên vật liệu đầu vào giữa các quốc gia. Chi phí vận chuyển cũng như là thời gian vận chuyển thì đều tăng nhiều so với trước dịch. Do vậy là gây thiếu hụt cục bộ tại một số thị trường. Và đồng thời thì Trung Quốc là một nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, chiếm khoảng hơn một nửa sản lượng toàn cầu, thì cũng đang có những cái chính sách cắt giảm sản lượng thép để đối phó với tình trạng ô nhiễm. Chính những cái yếu tố này thì đã dẫn đến cái việc là giá thép đã tăng rất mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 cho đến thời gian gần đây. Trong đó thì giá thép của khu vực châu Á có cái mức tăng các sản phẩm là khoảng 50-100%, và thậm chí các cái giá thép tại những cái quốc gia đang phát triển, những quốc gia phát triển như là Mỹ hay là châu Âu thì do cái sự thiếu hụt cục bộ như đã nói ở trên thì có cái mức tăng giá thép mạnh hơn, thậm chí lên đến 3-4 lần. Và trong cái bối cảnh đó thì các công ty thép ở Việt Nam đã ghi nhận cái mức tăng trưởng lợi nhuận rất cao. Ví dụ như là Hòa Phát thì trong 9 tháng đầu năm nay thì Hòa Phát đã ghi nhận cái mức lãi sau thuế kỷ lục là hơn 27.000 tỷ, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ và là một trong hai cái doanh nghiệp có cái mức lợi nhuận cao nhất của sàn chứng khoán. Các cái doanh nghiệp thép khác thì cũng ghi nhận cái mức tăng trưởng lợi nhuận từ 5 cho đến 10 lần. Bởi vì thứ nhất là các doanh nghiệp thép đã tăng được giá bán thép khoảng từ 50 cho đến 100% theo cùng xu hướng của giá thế giới, và từ đó họ cũng tận dụng được cái lợi thế về cái hàng tồn kho giá thấp. Thứ hai là trong cái bối cảnh cung và cầu trên thế giới mất cân bằng thì các doanh nghiệp cũng tăng
mạnh cái sản lượng xuất khẩu của mình, đặc biệt là trong nhóm hàng tôm mạ là cái nhóm hàng chủ lực của các doanh nghiệp như là Hoa Sen hay là Nam Kim. Trong 9 tháng đầu năm nay thì tổng sản lượng xuất khẩu của mặt hàng tôm mạ đã tăng khoảng 120% so với cùng kỳ, và chính là và với cái động lực chính là thị trường Mỹ và EU. Như vậy là theo anh Châu thì ngành thép đang vừa bị ảnh hưởng bởi cái sự đứt gãy nguồn cung nhưng đồng thời cũng được hưởng lợi từ việc thúc đẩy đầu tư công. Chính vì vậy thì chúng ta cũng không lạ là tại sao cái sản lượng thép trong thời gian vừa rồi đã có cái mức tăng rất là mạnh. Chúng ta hãy nhìn sang một cái yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến ngành thép, đó là giá thép. Giá thép là một trong những cái hàng hóa commodity điển hình. Và như đã nhắc đến trong các bản tin và báo cáo của SSI thì giá hàng hóa từ đầu năm trở lại đây đã có cái mức tăng kỷ lục và đạt đỉnh trong nhiều năm vừa qua. Vậy thì các nhà đầu tư cũng đang có một câu hỏi rất là quan trọng là liệu trong thời gian tới thì cái mức giá thép có thể tiếp tục duy trì ở cái mức cao như vậy hay là chúng ta có thể đối mặt với khả năng điều chỉnh? Xin chuyển sang slide tiếp theo. Thực sự thì đây là một cái câu hỏi mà đúng là rất nhiều người quan tâm và cũng là một cái câu hỏi không dễ trả lời. Bởi vì như chúng ta cũng nhận thấy trong quá khứ thì giá thép luôn có cái sự biến động mạnh với những cái đợt tăng giảm đan xen khoảng vài chục phần trăm. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi thì ngành thép trong thời gian tới sẽ có khả năng cao là sẽ điều chỉnh từ cái mức đỉnh của năm 2021. Trước hết thì chúng ta sẽ phải nhìn lại những cái yếu tố tác động đến cung cầu của ngành thép trong thời gian tới sẽ như thế nào. Thứ nhất về mặt nguồn cung thì trong dài hạn thì nguồn cung sẽ có xu hướng là ổn định trở lại. Bởi vì mặc dù Trung Quốc, cái quốc gia sản xuất thép lớn nhất trên thế giới thì đang có những cái chính sách kiểm soát sản lượng cả về sản lượng sản xuất lẫn sản lượng xuất khẩu, thì cái mặt bằng giá thép cao hiện tại thì đã thúc đẩy nhiều nhà sản xuất khác trên thế giới như là tại Mỹ, Ấn Độ hay là Đông Nam Á đã có những cái kế hoạch đầu tư nâng cao sản lượng công suất thêm khoảng vài chục triệu tấn trong khoảng 3 năm tới. Thứ hai nữa thì về dài hạn thì cái chuỗi sự đứt gãy chuỗi cung ứng cũng sẽ dần được giải quyết. Do vậy là sẽ làm cho các sản phẩm thép sẽ lưu thông ổn định trở lại và giúp làm hạ nhiệt cái mặt bằng giá. Về mặt nhu cầu thì tôi nhận thấy là hiện tại cũng đang có một số cái yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực cho đến tổng nhu cầu của toàn ngành. Thứ nhất là hiện nay cái cuộc khủng hoảng của năng lượng cũng như là chip bán dẫn thì đã làm gián đoạn một số cái ngành sản xuất công nghiệp trên thế giới. Bên cạnh đó thì cái sự lao dốc của thị trường bất động sản Trung Quốc gần đây do sự lo ngại về khả năng vỡ nợ của Evergrande và một số cái tập đoàn bất động sản lớn khác tại Trung Quốc thì cũng ảnh hưởng đến tiêu thụ thép. Trung Quốc thì hiện nay vẫn đang duy trì một cái chính sách kiểm soát thị trường bất động sản thông qua việc siết chặt tín dụng cho cái ngành này cũng như là cân nhắc việc áp thuế sở hữu bất động sản. Do vậy thì tổng tiêu thụ thép tại Trung Quốc trong những tháng gần đây thì đã sụt giảm trung bình khoảng hơn 10% và được dự báo là sẽ tiếp tục cái đà sụt giảm trong những tháng cuối năm nay. Yếu tố thứ ba thì thông thường giá thép cũng sẽ được có cái mối liên hệ chặt chẽ đối với giá nguyên vật liệu đầu vào. Thì giá quặng sắt là một cái yếu tố tác động đến giá thép mạnh nhất thì đã có cái xu hướng là giảm khoảng 50-60% kể từ mức đỉnh vào giữa năm nay. Tuy nhiên thì giá thép trong thời gian gần đây thì chưa có cái mức sụt giảm tương ứng do giá của một cái nguyên liệu đầu vào quan trọng khác, đó là than cốc thì lại có cái mức tăng gấp 3 lần do cái cuộc khủng hoảng năng lượng. Tuy nhiên thì trong năm 2022 nhiều khả năng là giá than cốc cũng sẽ được điều chỉnh từ cái mức cao hiện tại, và do vậy thì sẽ làm tăng cái áp lực đối với giá thép. Một điểm cuối cùng là như đã nói ở trên thì ngoài tương quan với cung cầu thì giá thép cũng như là giá các hàng hóa thì chịu ảnh hưởng rất là lớn bởi cái hoạt động đầu cơ trong thời gian qua trong một cái môi trường là tiền rẻ và lãi suất thấp. Tuy nhiên thì hiện nay một số ngân hàng trung ương trên thế giới thì đang có cái xu hướng là thắt chặt cái chính sách tiền tệ hơn, như là giảm dần cái mức độ bơm tiền cũng như là dần dần tăng cái mặt bằng lãi suất. Chính vì vậy thì điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến giá hàng hóa nói chung và giá thép nói riêng.
Thông thường thì trong quá khứ thì như ở trên biểu đồ gần đây thì chúng ta cũng thấy là một cái chu kỳ của giá tăng giá thép thì kéo dài độ khoảng 1,5 năm cho đến 2 năm. Như là chúng ta có thể thấy ở trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2008, giai đoạn từ 2009 cho đến 2011, hay là giai đoạn từ đầu năm 2016 cho đến giữa năm 2017 với cái mức tăng rất là mạnh. Và hiện tại thì từ cái mức đáy gần đây là vào giữa năm 2020 cho đến nay thì giá thép cũng đã trong một cái chu kỳ tăng giá được khoảng hơn 1,5 năm rồi. Do vậy thông thường sau một cái giai đoạn tăng giá mạnh có thể sẽ là một cái giai đoạn điều chỉnh. Cảm ơn anh Châu. Như vậy là như nhìn trên biểu đồ thì chúng ta có thể thấy là cái biến động của giá thép, cái chu kỳ giá thép nó chỉ kéo dài từ khoảng 1,5 đến 2 năm. Điều này rất là khác biệt đối với lại giá vận tải container đúng không ạ? Nó có thể duy trì ở mức thấp trong vòng 10 năm. Anh Châu cũng vừa nhắc đến các yếu tố mà có thể gây ảnh hưởng đến giá thép. Và đó là các yếu tố ảnh hưởng đến giá thép trên thế giới. Vậy thì xin hỏi anh là vậy mức giá thép ở Việt Nam thì như thế nào? Liệu nó có biến động cùng chiều với giá thép trên thế giới không ạ? Thông thường thì giá thép tại từng quốc gia thì ngoài cái giá thép thế giới thì cũng có thể là còn phụ thuộc vào cái tương quan cung cầu tại từng nước. Tôi nhận thấy có một điểm tích cực là trong vòng khoảng 2 năm tới thì tại Việt Nam sẽ không có những cái dự án tăng công suất lớn từ các doanh nghiệp như là trong giai đoạn trước đây. Do vậy là điều đó cũng có thể làm góp phần làm giảm cái áp lực cạnh tranh tại thị trường nội địa. Và giúp cho các doanh nghiệp khi mà điều chỉnh giá bán thép theo giá thế giới thì cũng có thể ở một cái mức mức độ và từ từ hơn. Và không nhất thiết là phải biến động giống hệt so với giá thép thế giới. Ví dụ như là trong cái thời gian tháng 10 vừa qua thì mặc dù là giá thép xây dựng tại khu vực, ví dụ như là tại Trung Quốc thì cũng lại có những cái mức độ sụt giảm. Nhưng mà giá thép tại Việt Nam thì lại có cái sự tăng giá khoảng 4-5%. Nhờ cái nhu cầu phục hồi mạnh bởi cái lực cầu dồn nén sau giãn cách. Tuy nhiên thì theo như quá khứ thì thông thường về dài hạn thì giá thép Việt Nam vẫn sẽ có xu hướng là biến động đồng pha đối với giá thép thế giới. Vâng, cảm ơn anh Châu. Chúng ta vừa nhắc tới hai ngành mà đã vô tình được hưởng lợi bởi dịch Covid và cái việc mà đứt gãy chuỗi cung ứng đã xảy ra. Ở phía ngược lại thì chúng ta đang có một ngành vừa bị ảnh hưởng te tua bởi dịch bệnh, đó chính là ngành bán lẻ. Rõ ràng là nếu như không có dịch bệnh thì tương lai của ngành bán lẻ hết sức là tươi sáng. Vậy thì có thể nhờ chị Trang chia sẻ thêm với các nhà đầu tư xem là ngành bán lẻ trong thời gian vừa qua đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như thế nào, được không ạ? Xin kính chào quý nhà đầu tư. Để trả lời cho câu hỏi này của chị Phương thì trước hết để cho dễ hình dung thì tôi muốn nhắc lại cái quy mô của ngành bán lẻ. Năm ngoái thì tổng mức bán lẻ toàn quốc hàng hóa và dịch vụ đạt khoảng gần 4 triệu tỷ đồng và chiếm khoảng 50,7% GDP cả nước. Và trong suốt một thập kỷ qua thì doanh số bán lẻ tăng trưởng ở mức rất là cao, trung bình là 10,2% và tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng GDP. Tuy nhiên thì dưới cái tác động của dịch bệnh và đặc biệt là cái làn sóng thứ tư thì lần đầu tiên trong quý 3 năm nay chúng ta chứng kiến doanh số bán lẻ toàn quốc sụt giảm ở mức rất là sâu, giảm 30,8% so với cùng kỳ, và 10 tháng thì doanh số bán lẻ đã sụt giảm 4,6% so với cùng kỳ. Như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy ở cái biểu đồ bên tay trái, cái xu hướng di chuyển của người dân trong các giai đoạn giãn cách là bị sụt giảm rất là mạnh. Và khi mà người dân không thể đi ra khỏi nhà thì họ cũng khó có thể chi tiêu nhiều cho mua sắm được ạ. Vâng, như vậy là ngành bán lẻ thì cũng đã ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh. Tuy nhiên là tôi thấy rằng là có thể các mặt hàng khác nhau của trong ngành thì có thể bị ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ như rõ ràng là trong dịch bệnh thì nhu cầu mua sắm đồ trang sức sẽ giảm mạnh. Trong khi đó thì nhu cầu tiêu thụ mì tôm chẳng hạn thì lại tăng mạnh. Vậy thì chị có thể chia sẻ thêm về cái sự khác nhau về mức ảnh hưởng của dịch bệnh đối với các mặt hàng bán lẻ khác nhau được không ạ? Vâng, các cái biểu đồ ở hai slide tiếp theo thì minh họa cho cái điều này. Các nhà hàng hoặc là các cửa hàng bia hoặc là các cửa hàng bán đồ không thiết yếu như là đồ trang sức, đồ điện tử hoặc là ô tô xe máy thì buộc phải đóng cửa theo yêu cầu giãn cách xã hội. Và do đó thì doanh số tiêu thụ của các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu thì cũng giảm mạnh qua các lần giãn cách. Và các cái doanh nghiệp đầu ngành, ở đây tôi có để doanh số của hai doanh nghiệp lớn ở trên sàn là Mobile World và P&J, thì quý nhà đầu tư có thể thấy là doanh số quý 3
sụt giảm rất là mạnh và chứng kiến cái mức doanh số theo quý thấp nhất từ năm 2019 trở lại đây, thậm chí là P&J thì còn báo lỗ ạ. Tuy nhiên thì ở chiều ngược lại, ở slide 17 thì với những cái hệ thống bán lẻ mà phục vụ các cái đồ tiêu dùng thiết yếu thì ở một mức độ nào đó thì có được hưởng lợi, nhất là trong những giai đoạn đỉnh điểm của dịch bệnh rất là căng thẳng vào tháng 8 và tháng 9 ở các tỉnh phía Nam, thì thậm chí là chợ truyền thống hoặc là chợ dân sinh thì cũng phải bị đóng cửa, và do đó thì các cái chuỗi bán lẻ hiện đại thì chứng kiến mức doanh số tăng lên kể cả trong những cái tháng cao điểm nhất của dịch bệnh. Và chúng ta có thể thấy là mặt hàng tiêu dùng nhanh, là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đấy, được coi là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, thì cũng có sự sụt giảm, nhưng mà cái mức sụt giảm nó không sâu như các cái mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu. Và trong suốt nhiều quý qua thì các cái kênh bán lẻ hiện đại chứng kiến cái mức tăng trưởng tốt hơn các cái kênh bán lẻ truyền thống ạ. Nhìn chung là cái mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đối với ngành bán lẻ là khá nặng nề. Thế tuy nhiên, nếu mà chúng ta đang nhìn vào giá cổ phiếu thì hình như chúng ta đang không thấy một cái hiện tượng như vậy đang xảy ra. Vậy thì chị có thể giúp giải đáp là điều gì đang diễn ra đối với giá cổ phiếu, và có phải là do nguyên nhân chị đã nhắc đến là do sự khác biệt của các mặt hàng khác nhau cho nên dịch bệnh đã có ảnh hưởng khác nhau lên các cổ phiếu bán lẻ không ạ? Vâng, đúng là giá cổ phiếu bán lẻ thì lại ghi nhận mức tăng rất là ấn tượng tính từ đầu năm 2021, đặc biệt là với các trường hợp như kiểu của DigiWorld, Masan hoặc là MobileWorld. Thì quả thật là các cổ phiếu bán lẻ có một giai đoạn bị giảm giá rất là mạnh hồi tháng 3 năm 2020, khi mà lần đầu tiên dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam. Tuy nhiên thì các lần dịch sau đó thì dường như là thị trường đã biết cách đánh giá tác động của dịch bệnh lên các doanh nghiệp bán lẻ này, và cũng phân tích được là doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng nặng nề, doanh nghiệp nào ít ảnh hưởng hơn, hoặc là doanh nghiệp nào thậm chí được hưởng lợi. Và sau đó thì cái mức độ, và thêm vào đó thì nhà đầu tư có cái nhìn về tương lai, về kỳ vọng của các doanh nghiệp này sau khi mà dịch bệnh được kiểm soát, và giá cổ phiếu thì phản ánh cái điều này ạ. Vậy thì chị có thể chia sẻ những cái xu hướng lớn của ngành bán lẻ mà đang diễn ra và sắp diễn ra trong thời gian tới sau khi dịch bệnh mà có thể được kiểm soát và chúng ta mở cửa nền kinh tế trở lại, thì để các nhà đầu tư có thể tiếp tục theo dõi. Xu hướng ngành sau dịch thì tôi thấy đây là một cái câu hỏi rất là hay, vì nó giúp nhà đầu tư tìm được các cái mã cổ phiếu đi đúng hướng, bắt đúng trend hoặc là được hưởng lợi. Và tôi quan sát có 3 cái xu hướng chính. Đầu tiên là cái xu hướng tiêu dùng theo mô hình chữ K. Ở biểu đồ bên tay trái của slide này thì theo một khảo sát của Kantar vào năm ngoái thì rõ ràng là các hộ gia đình có mức thu nhập thấp thì họ tỏ ra rất là lo lắng vì dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thu nhập của họ. Và cái lo lắng của họ là có cơ sở, bởi vì là khi mà thu nhập khả dụng bị giảm thì chi tiêu kể cả cho các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu thì cũng bị giảm đi. Và chúng ta thấy được cái điều này ở các công ty hàng tiêu dùng, khi mà cái cơ cấu sản phẩm dịch chuyển về phía các cái sản phẩm có giá thấp hơn do nhiều người tiêu dùng đã thắt chặt chi tiêu, hoặc thậm chí là tiêu thụ các cái sản phẩm tiêu dùng thiết yếu là cũng giảm trong các quý vừa qua. Ở chiều ngược lại thì nhóm tiêu dùng, người tiêu dùng có cái thu nhập cao thì gần như là ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, và nhu cầu của họ dường như là chỉ bị hoãn lại do dịch bệnh thôi. Và cái nhu cầu này bị dồn nén này thì sẽ thể hiện rất là rõ rệt sau khi mà giãn cách xã hội kết thúc và mở cửa trở lại. Chúng ta đã chứng kiến doanh số của các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu và xa xỉ như là đồ trang sức hoặc là ô tô hoặc là các cái đồ điện tử tăng trưởng rất là mạnh, phục hồi rất là mạnh ở những cái tháng sau đó. Thì đó là cái xu hướng tiêu dùng theo hình chữ K mà tôi quan sát được. Cái xu hướng thứ hai đó là xu hướng kênh bán lẻ hiện đại đã và đang lấy được thị phần từ kênh bán lẻ truyền thống. Thì như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy ở cái biểu đồ bên tay phải, cái tỷ trọng của kênh bán lẻ hiện đại trong tổng doanh số bán lẻ của Việt Nam vẫn còn rất là thấp so với các nước trong khu vực. Và xu hướng là cái tỷ trọng này sẽ phải tăng lên theo cái đà tăng của tốc độ đô thị hóa cũng như là thu nhập khả dụng của người dân. Và nhất là khi mà Việt Nam được đánh giá có các cái yếu tố vĩ mô và yếu tố nhân khẩu học rất là thuận lợi. Và cái quá trình chuyển đổi từ kênh truyền thống sang kênh hiện đại này thì đã được xúc tác bởi dịch Covid-19 và làm cho nó diễn ra nhanh chóng hơn. Do đó thì cái cuộc đua giữa các chợ truyền thống, các tiểu thương và các chuỗi bán lẻ
sẽ ngày càng trở nên gay cấn hơn. Bằng chứng là chúng ta nhìn thấy chuỗi các cái chuỗi bán lẻ hiện đại mọc lên rất là nhanh chóng trong vòng 2 đến 3 năm qua ở trong slide 20 ạ, như nhà đầu tư có thể nhìn thấy trong slide 20. Và một cái yếu tố cần phải được kể đến đó là thương mại điện tử. Thì ở thương mại điện tử ở Việt Nam thì vẫn chưa phát triển và cái doanh số đóng góp trong tổng doanh số bán lẻ thì vẫn còn thấp. Tuy nhiên thì do tác động của dịch bệnh cho nên là người tiêu dùng đã buộc phải tiếp cận và sử dụng cái kênh bán lẻ, kênh thương mại điện tử này một cách thường xuyên và thường xuyên hơn trước. Và doanh số bán lẻ của kênh thương mại điện tử cũng được ước tính tăng trưởng ở mức rất là cao, khoảng độ trên 30% trong những năm tới theo một cái ước tính của Google và Temasek ạ. Vâng, theo chia sẻ của chị thì tôi có thể hiểu rằng là các doanh nghiệp đang sở hữu các chuỗi bán lẻ thì sẽ có khả năng có cái mức tăng trưởng tích cực trong thời gian tới, có đúng không ạ? Vâng, tôi thấy cái quan sát của chị là chính xác đấy ạ. Đây cũng là xu hướng thứ ba mà tôi muốn nói đến, đó là các doanh nghiệp nội đang chiếm lĩnh thị trường bán lẻ hiện đại. Và thị trường bán lẻ hiện đại ở Việt Nam khoảng 5 đến 10 năm trước thì nằm trong tay các ông lớn trên nước ngoài. Tuy nhiên thì đã thuộc về tay người Việt những năm gần đây với sự tham gia của các tập đoàn tư nhân, do cái mức độ am hiểu người tiêu dùng nội địa hơn và cái tốc độ mở rộng chuỗi là tốt hơn rất là nhiều. Vâng, đây là một cái xu hướng mà tôi cho rằng rất là tích cực và làm cho chúng ta thấy rất là phấn khởi, bởi vì là các công ty Việt Nam thì sẽ thúc đẩy tiêu thụ các cái mặt hàng sản xuất tại Việt Nam cũng như là đem lại nhiều lợi ích hơn cho người tiêu dùng nội địa chúng ta. Chúng ta đã vừa nhắc đến các xu hướng lớn mà đang ảnh hưởng đến ngành bán lẻ. Vậy thì quay lại với ngành vận tải, thì anh Giang có thể chia sẻ là chúng ta đang thấy những cái xu hướng lớn gì mà có thể ảnh hưởng bền vững tới giá cước vận tải container trong thời gian tới được không ạ? Dạ vâng. Với ngành, với khi mà chúng ta làm phân tích ngành thì theo tôi là chúng ta cũng như là chị Phương đã nói trong phần đầu là chúng ta nên vào nhìn vào những cái xu hướng dài hạn của ngành, mà từ những xu hướng này thì các doanh nghiệp trong ngành họ sẽ hoạch định các cái chính sách về đầu tư của ngành. Và sau đó đây là những cái chính sách mà chúng ta cần quan tâm. Và ví dụ như với ngành vận tải biển thì tôi cho là trong thời gian tới sẽ có những cái xu hướng mà đã xảy ra và sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Xu hướng đầu tiên đó là xu hướng sử dụng cảng nước sâu của các hãng tàu lớn. Cái xu hướng này nó đến từ cái điểm mà như tôi đã trình bày ở trong phần trước, đó là cái xu hướng liên minh và kết hợp của các hãng tàu trong thời gian trước đây thì cho đến thời điểm hiện tại thì đã làm cho các hãng tàu trở nên, mỗi cái liên minh trở nên rất là lớn, và do đó họ có xu hướng là họ sẽ sử dụng cái slide trước, họ sẽ có xu hướng là họ sẽ sử dụng những cái con tàu lớn hơn, có kích thước lớn hơn, và họ sẽ gộp những cái tuyến tàu của họ lại. Ví dụ như ở Việt Nam trước đây có 3 tuyến tàu đi từ Việt Nam đi Nhật, nhưng mà đến nay chỉ còn 1 tuyến thôi. Và do đó thì cái nhu cầu sử dụng cảng nước sâu với cái mớ nước lớn càng ngày càng nhiều hơn trong thời gian tới. Và đây sẽ là cái hướng đi của các cái công ty cảng ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì chúng ta có doanh nghiệp cảng lớn nhất đó là Tân Cảng Sài Gòn, tuy nhiên thì công ty đó không có niêm yết. Ở trên thị trường niêm yết chúng tôi có thể nhìn thấy một số các doanh nghiệp mà họ đã hoặc là đang có các dự án cảng nước sâu mà có thể được hưởng lợi từ cái xu hướng này. Ví dụ có thể kể đến như là Demandet, Viconship, cảng Sài Gòn, cảng Hải Phòng hay là Vinalize. Thì đó là cái xu hướng thứ nhất. Xu hướng thứ hai ấy, thì nó cũng đến từ cái việc là các liên minh và nhóm tàu biển thì kiểm soát phần lớn thị phần tàu biển trên toàn thế giới, nên là cái xu hướng giá cước vận tải biển và đặc biệt là xu hướng cước vận tải biển container sẽ ở cái neo ở cái mức cao trong một thời gian khá là dài. Cái xu hướng này là một xu hướng khá là bền vững, và nếu mà nhìn vào toàn bộ chuỗi cung ứng thì đây có thể là một cái điểm xấu cho các công ty mà liên quan đến sản xuất hoặc là xuất khẩu. Tuy nhiên thì với các công ty mà nằm ở trong chuỗi cung ứng mà có các đội tàu có thể tham gia vào trong cái thị trường vận tải biển quốc tế, hoặc là
có thể có những đội tàu tốt mà có thể chạy ở trong các tuyến nội địa của Việt Nam thì cũng sẽ được hưởng lợi từ cái xu hướng cước cao này. Thì ở trên thị trường chứng khoán thì có các công ty hiện nay có các đội tàu container hoặc là đội tàu hàng rời tốt, có thể kể đến như là Zemadet, Hải An, Vosco, Vinaship hoặc là Vinaline. Thì đây là những cái công ty mà sẽ được hưởng lợi từ cái xu hướng cước neo cao. Và cái xu hướng cuối cùng tôi muốn nói đến đó là cái xu hướng tăng tỷ lệ sử dụng container để vận tải hàng hóa ở trong thị trường nội địa. Từ trước đến nay thì với Việt Nam thì luôn luôn có một cái điểm mà mọi người luôn nói đến, đó là cái chi phí logistics ở Việt Nam thì thường là rất là cao. Thông thường người ta tính toán là sẽ vào khoảng tầm 20% của GDP, trong khi cái mức của trung bình của thế giới thì thường sẽ rơi vào khoảng tầm 8 đến 10% thôi. Thì một phần là do là cái tỷ lệ sử dụng hai cái loại hình vận tải rẻ nhất là vận tải container đường biển và vận tải đường sắt thì hiện nay lại là đang được sử dụng ít nhất ở Việt Nam. Thì tôi cho là cái quá trình sử dụng container sẽ để vận tải được hàng hóa thông qua đường biển sẽ càng ngày càng tăng với cái sự rất là nhiều các cái ưu điểm của container so với cả hàng rời. Ví dụ như là sẽ giảm bớt nhu cầu sử dụng nhân công, giảm bớt nhu cầu sử dụng kho bãi, và do đó thì sẽ là một cái xu hướng phát triển khá là dài hạn. Và ở trên thị trường chứng khoán thì tôi nhìn thấy có một số doanh nghiệp có đội tàu container tốt thì có thể được hưởng lợi từ cái xu hướng này, đó là Zemadet hoặc là Hải An. Vâng, cảm ơn anh Giang. Chúng ta đã vừa đi qua xu hướng chính của ba ngành vận tải biển, thép và bán lẻ. Vậy thì tổng hợp các yếu tố lại, chúng ta đang đi đến một cái câu hỏi quan trọng nhất là sau khi nắm được xu hướng thì có thể đưa ra được cái dự đoán gì về triển vọng của các ngành trong quý 4 năm nay và nhìn sang năm 2022. Liệu là bức tranh đó nó sẽ đi theo hướng nào? Ở trên màn hình thì chúng ta đang có biểu tượng, ba biểu tượng về triển vọng của các ngành. Có thể là có triển vọng rất là tích cực, hoặc là triển vọng tích cực vừa phải, hoặc là có những triển vọng thì cũng có thể có những còn băn khoăn suy nghĩ về các rủi ro ngắn hạn hoặc dài hạn của ngành. Vậy thì xin hỏi chị Trang, anh Giang và anh Châu là không biết là các anh chị chọn cái biểu tượng nào cho triển vọng của ngành của mình trong thời gian tới, đặc biệt là trong quý 4 ạ. Thì xin mời anh Châu, xin hỏi anh Châu trước về triển vọng ngành thép. Thực sự đây là một cái câu hỏi rất là thú vị. Nếu như mà tôi phải chọn một cái biểu tượng cho ngành thép thì tôi sẽ chọn cái biểu tượng trầm ngâm một chút, là cái biểu tượng ở phía trái của màn hình. Trên thực tế thì tôi cho rằng là các doanh nghiệp thép vẫn sẽ có thể ghi nhận được cái mức tăng trưởng lợi nhuận rất cao trong quý 4 năm nay so với cả cùng kỳ. Thậm chí là sang quý 1 năm sau thì một số doanh nghiệp thép vẫn có thể tiếp tục đạt cái mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Bởi vì thứ nhất là về mặt giá thép thì hiện nay nhiều doanh nghiệp thì đã chốt được cái mức giá bán cao cho những cái hợp đồng xuất khẩu đến cuối năm nay. Đồng thời bên cạnh đó thì giá thép của thị trường Việt Nam thì cũng đang có cái xu hướng lệch pha đối với giá thép thế giới, là có nghĩa là trong khi mà giá thế giới giảm thì giá của Việt Nam hiện nay trong ngắn hạn thì đang có cái xu hướng là phục hồi lại, bởi vì cái nhu cầu dồn nén sau giãn cách. Về mặt sản lượng thì sản lượng xuất khẩu cũng đang rất tốt, bởi vì như đã nói thì các cái doanh nghiệp xuất khẩu tôn mạ thì đã có cái những cái đơn hàng gần như là full công suất cho đến cuối năm nay và đầu năm sau, và thị trường nội địa thì cũng đang tốt. Tuy nhiên là nếu mà nhìn về dài hạn một chút thì giá thép của Việt Nam nhiều khả năng trong năm sau cũng sẽ phải điều chỉnh lại từ cái mức cao của năm nay, do vậy là ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp. Vì vậy thì theo ước tính hiện tại của tôi thì một số doanh nghiệp trên sàn có thể ghi nhận cái mức lợi nhuận giảm khoảng từ 10 cho đến 30% trong năm 2022 từ cái mức đỉnh kỷ lục trong năm 2021. Trong đó thì những cái doanh nghiệp đầu ngành như là Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim thì với cái thế mạnh về thị phần, về thương hiệu cũng như là tiềm năng tài chính thì có thể giữ được cái mức sụt giảm lợi nhuận thấp hơn so với cả các doanh nghiệp nhỏ.
Đó là cái bức tranh về ngành thép. Còn không biết là về cái bức tranh của ngành bán lẻ thì có sáng hơn không? Xin mời chị Trang có thể chia sẻ. Vâng ạ, rất là thú vị về cái câu hỏi này ạ. Nếu mà nói về triển vọng của ngành bán lẻ từ quý 4 trở đi thì chắc là cho phép tôi xin chọn biểu tượng hình mặt cười ở phía bên tay phải, ở phía góc bên tay phải ạ. Bởi vì là sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại thì chúng ta cũng có thấy là doanh số bán lẻ có phục hồi dần dần. Và từ quý 4 thì doanh số bán lẻ của các cái công ty niêm yết trên sàn thì sẽ có sự khởi sắc. Nhất là quý 4 là thường là quý cao điểm để mua sắm trong năm. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là cái mức độ phục hồi sẽ là dần dần, bởi vì chúng ta cũng đã thấy được là dưới tác động của dịch Covid-19 thì thứ nhất là thu nhập khả dụng, và thứ hai là cái hành vi tiêu dùng của người dân cũng đã ít nhiều thay đổi trong ngắn hạn, và do đó cái mức độ phục hồi sẽ là dần dần. Tuy nhiên thì đối với các doanh nghiệp bán lẻ ở trên sàn thì chúng tôi kỳ vọng cái mức phục hồi sẽ mạnh hơn và tốt hơn toàn ngành, bởi vì bản chất họ cũng đã là những doanh nghiệp tốt nhất của ngành bán lẻ, và thứ hai là họ đã lấy được thị phần trong giai đoạn dịch bệnh, và cái đà tăng trưởng thì sẽ trở lại mạnh mẽ hơn từ quý 4 và năm sau. Thì đó là triển vọng về ngành bán lẻ. Vậy thì không biết ngành vận tải biển của anh Giang thì liệu lợi nhuận còn có tăng trưởng bằng lần như trong các quý vừa qua không ạ? Giang có thể chia sẻ được không ạ? Theo tôi thấy là vẫn sẽ khá là tươi sáng và sẽ tiếp tục duy trì được cái đà tăng trưởng trong quý 4. Nên chắc là tôi sẽ chọn cái biểu tượng ở giữa màn hình, biểu tượng rất là vui. Cái đà tăng trưởng của các công ty vận tải biển trong quý 2 và quý 3 thì đến chủ yếu là đến từ việc là cái giá cước cho thuê tàu của họ, cũng như là họ đưa cái đội tàu của họ ra thị trường quốc tế để cho thuê và neo được cái mức giá cước ở cái mức khá là cao. Thì thông thường thì với các hợp đồng cho thuê tàu biển thì với các tàu hàng rời thì thường các hợp đồng sẽ được ký trong cái khoảng thời gian khoảng từ 3 đến 6 tháng, còn với các tàu container thì sẽ được ký với cái khoảng thời gian dài hơn là khoảng tầm từ 1 đến 2 năm. Do đó thì ở cái thời điểm hiện nay thì các công ty vận tải nói chung thì họ đã chốt được cái hợp đồng giá cho thuê ở mức khá là cao, ít nhất là cho đến hết quý 1 năm sau, và do đó tôi cho là cái triển vọng về lợi nhuận của các công ty vận tải trong quý 4 là khá là tốt, thậm chí là còn tốt hơn so với cả quý 3. Vâng, cảm ơn anh Giang. Như vậy là trong 60 phút vừa qua ta đã tìm hiểu các xu hướng, bức tranh và triển vọng của ba ngành vận tải biển, ngành thép và ngành bán lẻ. Hy vọng là các anh chị và các quý nhà đầu tư đã nắm được những cách tiếp cận khi chúng ta tiến hành phân tích ngành, nhằm mục đích có thể dự đoán được triển vọng của các ngành trong thời gian tới, và cũng như trả lời được cái câu hỏi là có nên đầu tư vào cổ phiếu trong ngành hay không, và nắm giữ nó trong bao nhiêu lâu. Quá trình phân tích thì có thể phức tạp và mất thời gian. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng nếu như chúng ta dự đoán được cái xu hướng chính của ngành thì cái kết quả đem lại nó sẽ rất là xứng đáng. Và chắc là những nhà đầu tư đã đầu tư vào cổ phiếu ngành thép và ngành vận tải biển từ đầu năm đến giờ thì cũng sẽ đồng ý với tôi về luận điểm này. Chúng ta vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình ngày hôm nay, đó về triển vọng của ba ngành. Và chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai là về hỏi đáp của các nhà đầu tư về ba ngành vận tải biển, ngành thép và ngành bán lẻ. Tôi xin được bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên của nhà đầu tư Trần Văn Long hỏi về ngành vận tải biển. Xin được hỏi anh Giang là giá cước vận tải biển BDI gần đây thì đã có dấu hiệu đảo chiều từ khi có bắt đầu giảm mạnh từ đỉnh. Thì liệu là cái mức độ đảo chiều này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các công ty trong ngành? Xin cảm ơn câu trả lời của anh Long. Thì tôi cũng xin phép trả lời là cái cước tàu biển BDI ấy, nó là cái tổng hợp các cái mức giá cước của các cái tuyến tàu biển lớn trên thế giới về hàng rời, và do đó thì nó thể hiện cái xu hướng giá spot rate, nghĩa là cái xu hướng giá giao ngay của thị trường hàng rời trong cái thời điểm hiện nay.
Và trong thời gian gần đây thì chúng ta nhìn thấy là cái xu hướng vận tải các loại hàng hóa hàng rời trên thế giới, đặc biệt là xu hướng vận tải than cũng như là quặng sắt ở các nước, ở các thị trường tiêu thụ lớn như là Úc và Trung Quốc thì cũng bị giảm, cũng như là có một số cơn bão ở phía bên Mỹ thì cũng làm gây giảm gây giảm cái nhu cầu sử dụng những cái sản phẩm đó trong ngắn hạn. Với các công ty mà có các đội tàu hàng rời thì tôi cho là triển vọng ngắn hạn trong quý 4 và quý 1 thì cũng không phải quá là xấu, thậm chí là vẫn rất là tốt, vì là họ, như tôi đã nói, là họ đã chốt được cái mức giá hợp đồng ở mức khá là cao. Thứ hai là tôi cho là thời điểm cuối năm vẫn là một cái thời điểm mà cái nhu cầu về sản xuất cũng như là về xuất nhập khẩu của thế giới đang rất là cao. Do đó thì đây cũng chỉ, tôi cho là cũng chỉ là một cái mức điều chỉnh khá là ngắn thôi. Cảm ơn anh Giang. Chúng ta có nhận được khá nhiều câu hỏi cùng với một nội dung thì chúng tôi xin phép gộp lại. Có các câu hỏi về ngành thép liên quan đến cổ phiếu Hòa Phát. Thì nhà đầu tư Phùng Văn Quân có hỏi là cổ phiếu Hòa Phát có triển vọng trong 2 đến 3 năm tới hay không? Nhà đầu tư Nguyễn Văn Thắng hỏi là tôi có câu hỏi về cổ phiếu Hòa Phát. Khi có kết quả kinh doanh quý 3 tích cực, câu chuyện giải ngân đầu tư công và hưởng lợi từ chính sách Go Green của Trung Quốc, nhưng vì sao giá cổ phiếu lại không chạy? Trong khi các cổ phiếu có kết quả kinh doanh kém hơn thì giá cổ phiếu lại tăng trần. Triển vọng 2022 của Hòa Phát sẽ như thế nào? Nhà đầu tư Trần Viết Phú có câu hỏi là triển vọng thép, cụ thể là Hòa Phát, không thực sự tích cực khi động lực quan trọng từ xuất khẩu đã bớt tốt đi và câu chuyện đầu tư công chưa thực sự nổi bật đối với Hòa Phát. Bên cạnh đó, mức tăng trưởng đột biến của 2021 làm khả năng tăng trưởng trong 2022 rất là khó. Vậy cho hỏi với Hòa Phát có thể kỳ vọng gì trong năm 2022? Xin mời anh Châu có thể trả lời các câu hỏi này của các nhà đầu tư ạ. Thứ nhất là tôi xin trả lời một cái ý về giá thép, thì giá cổ phiếu Hòa Phát thì thông thường về cái việc là giá cổ phiếu bị không chạy sau khi mà công ty có ra cái kết quả kinh doanh thì cái xu hướng này thì đơn giản là do cái áp lực chốt lời của nhà đầu tư thôi, bởi vì là trong quá khứ, trong khoảng vài năm trở lại đây thì thông thường giá cổ phiếu Hòa Phát cũng như là giá một số cổ phiếu thép khác thì thường là có cái xu hướng bị chốt lời sau khi mà ra kết quả kinh doanh, bởi vì là nhiều nhà đầu tư thì cũng kỳ vọng kết quả kinh doanh tốt và đã mua vào cái thời điểm trước đó rồi, cho nên là sau khi mà tin ra thì sẽ có áp lực chốt lời. Và đặc biệt là Hòa Phát là một trong những cái cổ phiếu mà có cái mức thanh khoản cao nhất của sàn chứng khoán, do vậy là cái áp lực chốt lời cũng sẽ lớn hơn so với các cổ phiếu khác. Đồng thời thì tôi cũng có thể là một số nhà đầu tư nếu mà nhìn dài hạn thì họ cũng lo ngại một chút về cái xu hướng điều chỉnh của giá thép, và họ nhìn sang cái giá của những cái thị trường lân cận nữa thì cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý của ngành, tâm lý của nhà đầu tư và ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Tuy nhiên là tôi cho rằng là trong ngắn hạn, như đã nói ở trên, thì trong quý 4 năm nay thì Hòa Phát vẫn có thể đạt được cái mức lợi nhuận rất rất cao. Có thể là không thấp bao nhiêu so với cả cái mức lợi nhuận đã ghi nhận trong quý 2 và quý 3. Bởi vì các cái động lực chính, thứ nhất là về cái mảng thép xây dựng thì trong quý 3 thì ngành sản lượng tiêu thụ thép của toàn ngành có bị ảnh hưởng bởi Covid, do vậy là khi mà quý 4 nới lỏng giãn cách ra thì cái nhu cầu của thép xây dựng bật mạnh trở lại khi mà các công trình đã bắt đầu được cho thực hiện. Chính vì vậy cho nên là sản lượng thép xây dựng của Hòa Phát trong tháng 10 này đã tăng lên mức đỉnh trong lịch sử. Còn về giá thép cán nóng của Hòa Phát thì cũng trong cái quý 4 này, mặc dù là có thể giảm so với quý 3 nhưng mà vẫn ở cái mức cao, bởi vì thông thường thì công ty cũng ký được cái đơn hàng trước khoảng 2 tháng trước khi bàn giao. Do vậy là nếu như mà chúng ta nhìn cái mặt bằng giá thép cán nóng 2 tháng trước đây thì nó vẫn ở cái mức khá tốt, khoảng trên 95 đô một tấn. Còn nếu mà nhìn xa hơn thì tôi cho rằng là cái lợi nhuận Hòa Phát trong quý 1 thì vẫn có thể tăng, quý 1 năm 2022 thì vẫn có thể ghi nhận cái mức tăng trưởng dương so với cả quý 1 năm 2021.
Còn nhìn dài hạn sang cả năm 2022 thì lợi nhuận của công ty có thể giảm, tôi ước tính là có thể giảm khoảng 10% so với cái mức đỉnh kỷ lục năm nay, bởi vì là cái xu hướng điều chỉnh của giá thép. Nhưng mà nó vẫn sẽ rất là cao so với cả các năm trước. Vì vậy nếu như mà xét ở chỉ số PE hiện tại thì PE của Hòa Phát cho năm 2021 hiện nay là khoảng 7 lần, cho năm 2022 cũng khoảng 8 lần, thì vẫn là khá là thấp so với cả cái trung bình của chỉ số VN Index nói chung cũng như là của khu vực. Do vậy thì tôi nghĩ là nhà đầu tư thì vẫn có thể cân nhắc là tích lũy cổ phiếu trong những cái nhịp mà giá cổ phiếu điều chỉnh mạnh. Đối với cả nhà đầu tư mà có tầm nhìn ngắn hạn khoảng từ 3 đến 6 tháng, với những nhà đầu tư mà dài hạn, nhìn dài hạn hơn sang khoảng 1 năm, trên 1 năm thì có thể thận trọng hơn. Tuy nhiên là nhà đầu tư mà lại đầu tư theo kiểu rất dài hạn thì có thể nhìn cái xu hướng khoảng 3 năm tới thì Hòa Phát theo tôi vẫn có cái tiềm năng tăng trưởng, bởi vì là hiện nay thì công ty cũng đang hoàn thiện những cái thủ tục để bắt đầu triển khai cái dự án dung quất mở rộng ở Quảng Ngãi với cái công suất là khoảng 5,5 cho đến 6 triệu tấn, thì tăng khoảng thì giúp công ty tăng tổng cái sản lượng thép thô khoảng độ 60% so với công suất hiện tại. Thì cái dự án này thì sẽ cái mặt hàng chủ lực sẽ là thép cán nóng, thì tiềm năng của cái mặt hàng này vẫn rất lớn, bởi vì kể cả khi mà chúng ta tính cái công suất của cái dự án này vào thì tổng công suất của cái mặt hàng thép cán nóng tại Việt Nam thì vẫn đâu đấy khoảng độ quanh 10 triệu tấn, và nó vẫn còn thấp hơn tổng cái nhu cầu trong nước hiện nay là khoảng 12 triệu tấn, và vẫn có tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới. Thì đó là những cái chia sẻ của tôi về triển vọng của Hòa Phát trong ngắn và dài hạn. Vâng, cảm ơn anh Châu. Chúng ta sẽ chuyển sang các câu hỏi của ngành bán lẻ. Đây chúng ta có hai câu hỏi của nhà đầu tư Cù Trường Phú. Hỏi là mình có câu hỏi là tại sao vừa qua chính phủ Trung Quốc lại khuyến khích người dân tích trữ lương thực, gây ra tình trạng hỗn loạn khi người dân đổ xô mua sắm đẩy giá lương thực lên cao. Việc này có làm giá lương thực ở Việt Nam tăng giá mạnh sắp tới hay không? Và một cũng của nhà đầu tư thứ hai của nhà đầu tư Trần Viết Phú có câu hỏi là áp lực lạm phát của Việt Nam trong năm 2022 là có. Ảnh hưởng của biến số này đến ngành bán lẻ thiết yếu và không thiết yếu là như thế nào? Liệu ngành bán lẻ có thực sự như một lò xo bị nén để có thể bật lại mạnh mẽ sau dịch hay không? Xin mời chị Trang có thể chia sẻ với các nhà đầu tư về quan điểm đối với các câu hỏi này ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của quý nhà đầu tư. Đối với câu hỏi đầu tiên thì tôi xin trả lời là hiện nay thì việc mà giá lương thực tăng cao ở trên toàn cầu là một chủ đề mà chúng ta thảo luận rất là nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, chứ không phải là chỉ riêng Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc thì có thể họ đợt vừa rồi là họ có cái chính sách gọi là zero covid và họ có các cái biện pháp rất là chặt. Giá lương thực tại Việt Nam thì cũng đã và đang tăng, ví dụ như theo như tôi quan sát, ví dụ như là giá thịt heo đã đi lên từ đáy khá là nhiều, hoặc là giá lại các mặt hàng rau củ quả. Và các cái nguyên liệu đầu vào cho các ngành nông nghiệp như là phân bón hoặc là thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, hoặc là cho các ngành sản xuất như là giá các loại nguyên vật liệu hoặc là giá xăng dầu thì cũng đã đều tăng rất là mạnh, thì chắc chắn là cũng sẽ ảnh hưởng đến giá lương thực trong thời gian tới ạ. Câu hỏi thứ hai của nhà đầu tư là về lạm phát cao và có phải là như lò xo bị nén không, thì ý thứ nhất thì tôi cho rằng là lạm phát cao thì sẽ thể hiện rõ ràng hơn trong năm tới, vì trong giai đoạn dịch bệnh thì các doanh nghiệp do cầu yếu thì các doanh nghiệp khó có thể tăng giá bán lẻ được, và thông thường trong môi trường lạm phát cao thì các cái mặt hàng tiêu dùng thiết yếu sẽ được ưu tiên tiêu thụ trước, và như là các cái thực phẩm hoặc là đồ tiêu dùng nhanh hoặc là xăng dầu. Và nếu mà doanh nghiệp có thể tăng giá được ở một cái mức cao hơn, tăng được giá bán lẻ cao hơn cái mức lạm phát thì có thể là họ sẽ được hưởng lợi. Còn đối với các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu thì sẽ bị ảnh hưởng trong môi trường lạm phát cao. Nhưng mà đối với các mặt hàng xa xỉ thì tôi cho rằng là cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, bởi vì là đối tượng tiêu dùng những cái mặt hàng này là những người có thu nhập cao.
Và ngành bán lẻ được ví như một lò xo bị nén thì tôi nghĩ là cái câu này cũng khá là quen, bởi vì cũng đã có lãnh đạo doanh nghiệp đề cập đến vấn đề này rồi. Thì tôi cũng rất là đồng ý với quan điểm là nó sẽ không phải là như một lò xo bị nén, và như tôi cũng vừa chia sẻ về cái quan điểm về triển vọng của ngành bán lẻ từ quý tư trở đi thì cái mức độ phục hồi nó sẽ là dần dần. Bởi vì là trong ngắn hạn thì ít nhiều là thu nhập của người dân cũng như là hành vi tiêu dùng của người dân cũng đã có sự thay đổi trong ngắn hạn. Còn về triển vọng về dài hạn thì tôi vẫn cho rằng với các cái yếu tố về vĩ mô cũng như là về nhân khẩu học ở Việt Nam thì dài hạn ngành bán lẻ vẫn sẽ duy trì được một cái đà tăng trưởng tốt trong dài hạn. Cảm ơn chị Trang. Chúng ta sẽ quay lại với các câu hỏi của ngành vận tải biển. Nhà đầu tư Tạ Mạnh Tùng có câu hỏi là: chuyên gia cho hỏi là giá dầu tăng liên tục như vậy thì có ảnh hưởng đến chi phí của các doanh nghiệp vận tải biển hay không? Xin mời anh Giang có thể trả lời ạ. Với câu hỏi này thì tôi nghĩ đây là một câu hỏi mà mọi người cũng hỏi khá là nhiều. Thì thực ra với các công ty vận tải biển, cái chi phí xăng dầu thì thông thường nó sẽ chiếm đâu đó khoảng tầm 40 khoảng 30 đến 40% tổng chi phí của họ. Thì ở những cái giai đoạn mà giá cước thấp thì khi mà giá dầu tăng lên thì đúng là nó sẽ ảnh hưởng khá là lớn lên cái doanh thu cũng như là lợi nhuận của các công ty này. Tuy nhiên thì ở cái giai đoạn giá cước cao như hiện nay và đi cùng với việc là hầu hết tất cả các công ty vận tải biển họ đã đưa một phần lớn cái đội tàu của họ đi cho thuê time charter ở nước ngoài, thì về cơ bản là khi mà họ cho thuê như vậy thì họ chỉ cần chịu chi phí về mặt thuyền viên thôi, còn chi phí nhiên liệu thì là bên mà bên thuê tàu chịu. Còn về cái thị trường nội địa thì thực ra là do là cái thị trường nội địa thì hiện nay thì đang bị thiếu nguồn cung tàu, do hầu hết tất cả các hãng tàu thì đã đưa tàu đi ra ngoài thị trường quốc tế. Do đó thì với các tàu mà chạy nội địa thì họ cũng đẩy được cái giá cước tàu lên tương ứng, và khách hàng thường là sẽ phải chịu cái phần này. Như là chúng ta đã thấy một số công ty vận tải biển trong thời gian gần đây họ đã tăng giá cước vận tải nội địa. Thì theo tôi thì trong cái xu hướng giá cước vẫn đang ở mức cao như này thì cái giá dầu nó sẽ chỉ ảnh hưởng khá là nhỏ thôi với đến các doanh nghiệp vận tải biển. Vâng, có một cái câu hỏi nữa cũng liên quan đến ngành vận tải biển. Đó là câu hỏi của nhà đầu tư Hoàng Thảo Anh. Hỏi là anh đã đề cập đến xu hướng cảng nước sâu là xu hướng dài hạn của ngành cảng biển Việt Nam. Vậy anh đánh giá như thế nào về dự án cảng biển nước sâu Gemalink của Gemadep ạ? Vâng, cái xu hướng đầu tư cảng nước sâu thì như tôi đã nói, đây là một cái xu hướng khá là dài hạn, và các công ty cảng biển lớn ở Việt Nam thì họ cũng đều theo sát từ khá là lâu rồi. Thì với Gemalink thì đây là một cái dự án cảng mà Gemadep họ đã theo đuổi bắt đầu từ những năm 2012, 2013. Tuy nhiên thì nó mới chỉ được hình thành và bắt đầu đưa vào sử dụng vào năm 2020, 2021. Và hiện nay thì họ vẫn đang chỉ lấp đầy được khoảng tầm 50% công suất thiết kế thôi tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì theo tôi đây là một dự án khá là tiềm năng. Thứ nhất là vì cái mớ nước của khu vực cái mép thì khá là tốt. Cái mớ nước thông thường của nó sẽ dao động khoảng từ âm 13 đến âm 15 mét. Do đó thì ở đây thì sẽ đón được những cái tàu lớn mà thường thì cái kích cỡ họ có thể đón được là có thể lên đến cái mức 24.000 TEU một tàu. Nghĩa là cái kích cỡ tàu mà lớn gần như nhất. Và thứ hai là với Gemalink thì cái địa điểm của cảng cũng rất là tốt, nghĩa là nằm ở ngay cửa sông. Do đó thì cái vũng quay tàu cũng như là cái việc đón tàu cũng sẽ thuận lợi hơn. Thứ ba nữa là về cái đặc thù của khu vực cái mép thì mặc dù ở đó thì đã có một số các cái cảng nước sâu đã vận hành trước đó, như là CMIT hoặc là SSIT. Tuy nhiên thì hầu hết tất cả các cảng ở khu vực cái mép hiện nay là đã gần đầy hoặc là đầy cái công suất thiết kế rồi. Vì thế nên là với cái sự tăng trưởng
khá là mạnh về xu hướng cả nước sâu, nên là cái xu hướng tăng trưởng hàng ở cái mép cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn là tăng trưởng khoảng tầm 25-30% một năm. Thì tôi cho là Zimmerling sẽ được hưởng lợi khá là lớn từ cái mức tăng trưởng này, nghĩa là mỗi năm khu vực cái mép họ sẽ tăng khoảng tầm gần 1 triệu tiêu hàng một năm, thì tôi nghĩ sẽ là khá là tiềm năng. Xin cảm ơn anh Giang. Chúng ta đang có một số câu hỏi của nhà đầu tư liên quan đến ngành bán lẻ. Nhà đầu tư Việt Phan Trường Hoàng có câu hỏi là: cho em hỏi, sau dịch Covid này, kênh bán lẻ online vẫn có thể giữ được mức tăng trưởng cho năm hay không? Và nhà đầu tư Nguyễn Thanh Bổn có câu hỏi là: xin chuyên gia nhận định về tiềm năng cổ phiếu Vinamilk, VNJ và KDC. Xin mời chị Trang có thể chia sẻ với các nhà đầu tư về hai câu hỏi này ạ. Được cảm ơn câu hỏi của quý nhà đầu tư. Về câu hỏi đầu tiên là về kênh bán lẻ online, thì như chúng ta cũng vừa thảo luận ở lúc trước, đó là cái kênh này là một kênh mà đang có tăng trưởng rất là tốt, và dịch bệnh thì vô tình đã làm cho cái kênh này là tăng trưởng mạnh hơn, vì khi mà người dân ở nhà thì họ buộc phải mua sắm kể cả các cái đồ tiêu dùng thiết yếu qua kênh online. Đây là một cái như vậy thì trong dịch bệnh là kênh online là tăng trưởng đột biến, và sau dịch bệnh và nhìn sang năm tới thì tôi cho rằng là cái tốc độ nó sẽ không thể đột biến được như trong giai đoạn dịch Covid, nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng vẫn rất là cao hơn kênh bán lẻ hiện đại nói chung và cao hơn tổng mức bán lẻ của toàn quốc nói chung, bởi vì là đây là một cái xu hướng và nhà đầu tư nhà người tiêu dùng đã dần dần thích ứng với cái kênh bán lẻ online này rồi, và họ sẽ tiếp tục duy trì bởi vì nó rất là tiện lợi và nó cũng là một cái hành vi mà có thể được thay đổi sau dịch, khi mà hạn chế, có thể là giúp hạn chế tiếp xúc. Đối với cái triển vọng của các cổ phiếu tiềm năng, nhận định tiềm năng của cổ phiếu Vinamilk, P&J và KDC, thì Vinamilk là một cổ phiếu, nói chung là có thể nói là một cổ phiếu già trên thị trường, bởi vì là những năm gần đây thì gần như là không có tăng trưởng, và so với cái mức độ tăng trưởng của các doanh nghiệp lớn thì đã bị bỏ lại quá là xa về cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Tuy nhiên thì đó cũng là việc mà vì sao thì cổ phiếu này cũng đã bị giảm định giá rất là nhiều, mà thể hiện qua việc là nhà đầu tư đã bán ròng rất là nhiều từ cuối 2019-2020. Định giá hiện tại mức P/E của cổ phiếu Vinamilk cũng đã giảm rất là nhiều so với đỉnh hoặc là trung bình lịch sử. Thì tôi cho rằng là dưới tác động của dịch Covid thì có thể là doanh thu bị yếu, nhưng mà từ quý 3 thì Vinamilk đã chứng kiến doanh thu có sự phục hồi nhẹ khoảng 4%, và quý 4 thì khả năng là phục hồi cao hơn khoảng hai con số. Thì đây là một cái dấu hiệu khá là tương đối tích cực, và tôi cho rằng là nhà đầu tư có thể xem xét giá cổ phiếu Vinamilk tại thời điểm hiện tại, trong cái điều kiện là cái tăng trưởng đã có dấu hiệu quay trở lại đối với cổ phiếu Vinamilk. Còn P&J thì là một câu chuyện rất là thú vị, bởi vì là quý 3 thì lỗ, nhưng mà ngay trong quý 4 thì đã có sự phục hồi nhất định. Và ví dụ như là đợt vừa rồi là 20 tháng 10 đi, là doanh số vẫn tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thì mới mở cửa lại từ đầu tháng 10 thôi, thì cũng là một cái điều chứng tỏ là P&J cũng đã lấy được thị phần từ các doanh nghiệp nhỏ, và cái xu hướng đã bị dồn, cái tiêu dùng bị dồn nén thì đã được thể hiện ra. Và năm sau thì chúng tôi ước tính lợi nhuận của P&J sẽ tăng trưởng mạnh, và tại cái mức giá hiện tại thì P&J vẫn còn khá là hấp dẫn. KDC thì là một công ty, họ đã chuyển mình từ công ty bánh kẹo trước đây. Bây giờ thì các cái lĩnh vực kinh doanh chính thì gồm có kem và dầu ăn, và họ cũng đã quay lại mảng bánh kẹo và có một liên doanh hợp tác với cả Vinamilk. Thì đây là tất cả các mặt hàng này đều là các mặt hàng thiết yếu. Và đối về dầu ăn thì có thể nói là thị phần của họ là lớn nhất. Và triển vọng của KDC trong những năm tới tôi cho rằng cũng khá là tích cực ạ. Xin cảm ơn chị Trang. Chúng ta lại có các câu hỏi dành cho ngành thép.
Xin được hỏi anh Châu có 3 câu hỏi liên quan đến ngành thép. Nhà đầu tư Hoàng Hữu Lợi hỏi: anh Châu cho em hỏi quý 4 này giá bán một số sản phẩm thép ở châu Âu giảm. Một số doanh nghiệp chia sẻ cầu cũng đang yếu hơn. Các doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng ra sao? Nhà đầu tư Vũ Duy Hưng hỏi: cho mình hỏi tiềm năng tăng trưởng trong quý 4 và quý 1 năm sau của Nam Kim. Xin cảm ơn. Và nhà đầu tư Đỗ Thị Thanh Phương hỏi: cho em hỏi Hoa Sen với Nam Kim còn triển vọng trong thời gian tới không ạ? Thì xin mời anh Châu có thể chia sẻ với các nhà đầu tư về 3 câu hỏi này ạ. Xin cảm ơn chị Phương, như là xin cảm ơn các câu hỏi của nhà đầu tư. Về các cái cổ phiếu về tôn mạnh như là Hoa Sen hay Nam Kim, thì theo quan điểm của tôi thì tôi nghĩ là trong quý 4 này thì lợi nhuận của các công ty này vẫn sẽ được duy trì ở mức tốt, bởi vì đúng là như cũng như nhà đầu tư Hoàng Hữu Lợi có nói là giá bán ở một số thị trường thép như là châu Âu giảm. Thực ra thì ngoài châu Âu thì một số thị trường khác nữa như là Mỹ thì cũng đã có cái xu hướng là giảm từ mức đỉnh. Tuy nhiên thì thông thường trong cái hoạt động xuất khẩu thì các doanh nghiệp họ cũng ký trước cái giá bán xuất khẩu trước khoảng 3 tháng, cho nên là cái tác động gì sẽ có đột trễ. Vì vậy cho nên là cái mức sụt giảm này thì tôi nghĩ là sẽ có ảnh hưởng vào trong những cái tháng đầu năm sau nhiều hơn. Và trong cái quý 4 này thì thậm chí là có một số cái thị trường xuất khẩu có thể đạt cái mức giá còn cao hơn cả quý 3 cơ, do cái độ trễ như vừa nói. Đồng thời thì giá bán thép tại thị trường nội địa đối với cả thép xây dựng cũng như là tôn mạ thì cũng đã có cái sự hồi phục nhờ cái giúp dầu nén trong quý 4. Vì vậy thì tôi nghĩ là cái biên lợi nhuận quý 4 này nó cũng sẽ được duy trì tốt và không có cái mức độ chênh lệch nhiều so với cả quý 3. Và đến sang quý 1 năm sau thì có thể các cái doanh nghiệp vẫn có thể ghi nhận cái mức tăng trưởng dương so với cả cái quý 1 của năm 2021. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không có thể kỳ vọng được là lợi nhuận của các doanh nghiệp có thể trở lại được cái mức đỉnh trong quý 2 năm nay. Bởi vì tại cái thời điểm quý 2 năm nay thì cái giá thép tăng rất là mạnh và các doanh nghiệp cũng đã ghi nhận được một cái lợi thế rất lớn từ cái hàng tồn kho giá thấp, và cái lợi thế này sẽ không còn trong năm sau. Với mình nhìn chung thì nhìn cái dài hạn hơn thì tôi cho là các doanh nghiệp thép trong năm 2022 có thể cái lợi nhuận nó sẽ sụt giảm mức 2 chữ số so với cả mức đỉnh của năm nay. Còn nếu mà nói về triển vọng giá cổ phiếu ấy, thì hiện nay thì giá cổ phiếu của các cổ phiếu định giá PE của các cổ phiếu tôn mại hiện nay khá là thấp, ở khoảng chỉ loanh quanh 6 lần thôi, cái mức trung bình khoảng 15 đến 16 lần của VN Index. Thì cái mức này cũng đang ở cái mức hấp dẫn, và đồng thời do cái triển vọng quý 4 này vẫn tốt, cho nên là tôi nghĩ là nhà đầu tư ngắn hạn vẫn có thể cân nhắc tích lũy cổ phiếu trong những cái nhịp điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên là nhà đầu tư sẽ cần phải theo dõi cái giá thép chặt chẽ hơn, bởi vì là giá các cổ phiếu thép thì luôn có cái sự biến động rất là mạnh. Xin cảm ơn chị Phương, cũng như là xin cảm ơn các câu hỏi của nhà đầu tư. Về các cái cổ phiếu về tôn mạ như là Hoa Sen hay Nam Kim, thì theo quan điểm của tôi thì tôi nghĩ là trong quý 4 này thì lợi nhuận của các công ty này vẫn sẽ được duy trì ở mức tốt, bởi vì đúng là như cũng như nhà đầu tư Hoàng Hữu Lợi cũng có nói là giá bán ở một số thị trường thép như là châu Âu giảm. Thực ra thì ngoài châu Âu thì một số thị trường khác nữa như là Mỹ thì cũng đã có cái xu hướng là giảm từ mức đỉnh. Tuy nhiên thì thông thường trong cái hoạt động xuất khẩu thì các doanh nghiệp họ cũng ký trước những cái giá bán xuất khẩu trước khoảng 3 tháng, cho nên là cái tác động thì sẽ có độ trễ. Vì vậy cho nên là cái mức sụt giảm này thì tôi nghĩ là sẽ có ảnh hưởng vào trong những cái tháng đầu năm sau nhiều hơn. Và trong cái quý 4 này thì thậm chí là có một số cái thị trường xuất khẩu có thể đạt cái mức giá còn cao hơn cả quý 3 cơ, do cái độ trễ như vừa nói. Đồng thời thì giá bán thép tại thị trường nội địa đối với cả thép xây dựng cũng như là tôn mạ thì cũng đã có cái sự hồi phục nhờ cái giúp cầu dầu nén trong quý 4. Vì vậy thì tôi nghĩ là cái mức cái biên lợi nhuận quý 4 này nó cũng sẽ được duy trì tốt và không có cái mức độ chênh lệch nhiều so với cả quý 3.
Và đến sang đến quý 1 năm sau thì có thể các cái doanh nghiệp vẫn có thể ghi nhận cái mức tăng trưởng dương so với cả cái quý 1 của năm 2021. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không có thể kỳ vọng được là lợi nhuận của các doanh nghiệp có thể trở lại được cái mức đỉnh ở trong quý 2 năm nay. Bởi vì tại cái thời điểm quý 2 năm nay ấy, thì cái giá thép tăng rất là mạnh và các doanh nghiệp cũng đã ghi nhận được một cái lợi thế rất lớn từ cái hàng tồn kho giá thấp, và cái lợi thế này sẽ không còn trong năm sau. Với mình nhìn chung thì nhìn cái dài hạn hơn thì tôi cho là các doanh nghiệp thép trong năm 2022 có thể cái lợi nhuận nó sẽ sụt giảm ở mức 2 chữ số so với cả mức đỉnh của năm nay. Còn nếu mà nói về triển vọng của giá cổ phiếu ấy, thì hiện nay thì giá cổ phiếu của các cổ phiếu định giá PE của các cổ phiếu tôn mại hiện nay khá là thấp, khoảng chỉ loanh quanh 6 lần thôi, cái mức trung bình khoảng 15 đến 16 lần của VN Index. Thì cái mức này cũng đang ở cái mức hấp dẫn, và đồng thời do cái triển vọng quý 4 này vẫn tốt, cho nên là tôi nghĩ là nhà đầu tư ngắn hạn vẫn có thể cân nhắc tích lũy cổ phiếu trong những cái nhịp điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên là nhà đầu tư sẽ cần phải theo dõi cái giá thép chặt chẽ hơn, bởi vì là giá các cổ phiếu thép thì luôn có cái sự biến động rất là mạnh. Cảm ơn anh Châu. Chúng ta có một cái câu hỏi đang quay trở lại với ngành vận tải biển ạ. Có hai câu hỏi của nhà đầu tư. Câu hỏi thứ nhất đó là về của nhà đầu tư Nguyễn Lê Trường hỏi: xin anh đánh giá về VSC. Vừa rồi VSC có phát hành thêm tỷ lệ 1:1 để tăng vốn đầu tư một số dự án. Xin anh chia sẻ về tiềm năng các dự án này cũng như tầm nhìn ban lãnh đạo cho một vài năm tới. Và xin anh chia sẻ thêm về tiềm năng của VSC. Câu hỏi số 2 của nhà đầu tư Nguyễn Thanh Bồn hỏi: xin hỏi upside của các cổ phiếu ngành cảng biển, ví dụ như là Zemadep và HAH. Thì xin mời anh Giang có thể chia sẻ với các nhà đầu tư về hai câu hỏi này ạ. Vâng, về câu hỏi thứ nhất thì đúng là VSC họ mới chốt quyền và trong cái kỳ họp đại hội cổ đông vừa rồi thì họ có cái nghị quyết là sẽ tăng vốn 1:1 để với cái mục đích là họ muốn phát triển hai cái dự án cảng nước sâu ở Lạch Huyện và ở Liên Chiểu. Thì theo chúng tôi có lẽ là chúng ta nên nhìn ngắn hạn và trung hạn thì nên nhìn vào dự án Lạch Huyện trước. Tôi nghĩ đây sẽ là dự án mà bên VSC họ sẽ muốn triển khai ngay trong thời gian tới. Với cái xu hướng sử dụng cảng nước sâu như là đã trình bày trong buổi vừa rồi thì tôi cho là cái việc lấp đầy công suất của cảng Lạch Huyện, của cái khu vực nhóm cảng Lạch Huyện trong thời gian tới là không phải là một vấn đề quá lớn. Còn về ban lãnh đạo VSC thì như là có nói chuyện thì họ cũng mong muốn là phát triển tập trung vào lĩnh vực chính, đó là phát triển cảng biển trong thời gian tới, và họ cũng nhìn thấy là cái xu hướng phát triển cảng nước sâu là một cái xu hướng chắc chắn là sẽ phải làm, và do đó thì tôi cho là đây là một cái định hướng mà họ sẽ làm rất là quyết liệt trong năm 2022 hoặc là 2023. Còn về tiềm năng của cổ phiếu VSC thì trong cái báo cáo mới nhất của SRI thì VSC được định giá là khoảng tầm 80.000 đồng trước khi chia, nghĩa là nếu mà sau khi chia thì nó rơi vào khoảng tầm 45.000 đồng. Thì cho đến thời điểm hiện nay thì giá cổ phiếu cũng đã đạt upside rồi, nên là tôi cho là trong thời gian này thì sẽ có nghĩa là giá cổ phiếu sẽ khó có thể bật mạnh được, ít nhất là trong thời gian ngắn hạn. Về câu hỏi thứ hai thì là về upside của các cổ phiếu ngành vận tải biển như là Zemadep hoặc HAH. Thì với Zemadep thì định giá của chúng tôi đang khoảng tầm 56.000, định giá dựa trên dài hạn một năm. Thì với cái mức định giá như hiện tại thì upside hiện tại của Zemadep còn khá là ít, thì khoảng 5% thôi. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là với Zemadep thì Zemalink luôn là một cái điểm khá là tích cực, và nếu như mà trong thời gian tới mà Zemadep họ có thể lấp đầy được công suất của cảng
của cảng Gemalink sớm hơn thì có sẽ có thể là sẽ là một cái điểm tốt. Thứ hai là trong thời gian tới có thể sẽ xuất hiện những cái quyết định về về tăng giá sàn cho cảng biển, thì đây cũng là một cái upside khá là lớn cho Gemalink trong thời gian tới. Còn về Hải An thì cái upside hiện nay chúng tôi đang xem lại, nhưng mà với cái giá mục tiêu cũ thì là khoảng 78.000, thì cái upside hiện nay so với giá ngày hôm nay thì nó khoảng tầm 10%. Cảm ơn anh Giang. Thì chúng ta có một cái câu hỏi nữa, không phải là về ba ngành thép, vận tải biển và bán lẻ, mà có một câu hỏi nói chung của nhà đầu tư Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Ngọc Hà hỏi. Thời gian vừa qua thì có rất nhiều cổ phiếu sau khi được cổ đông lớn thoái vốn đã có cái mức tăng trưởng giá vượt bậc. Anh chị có thể lý giải nguyên nhân của vấn đề này được không? Tôi xin phép được trả lời cái câu hỏi này. Trong cái thời gian vừa rồi, đặc biệt là từ năm ngoái trở lại đây, thì chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán của chúng ta, nó là thị trường của các nhà đầu tư trong nước. Chưa bao giờ mà cái tỷ trọng của các nhà đầu tư trong nước lên cao đến mức như vậy. Hiện tại cái tỷ trọng của nhà đầu tư trong nước, kể cả tổ chức và cá nhân, đang chiếm trên 90% tổng giá trị giao dịch của thị trường. Và điều đó có nghĩa là cái tỷ trọng giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài và khách hàng và của các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp ý, thì chỉ chiếm dưới 10% mà thôi. Xét về cái concept đầu tư của hai nhóm nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thì họ có cái concept đầu tư rất là khác nhau. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, thông thường cầm cái khối lượng lớn cổ phiếu thì họ chỉ kỳ vọng, họ đã có lập sẵn ra những cái chỉ tiêu nhất định, và khi mà giá cổ phiếu hoặc là doanh nghiệp đạt được những cái chỉ tiêu chí nhất định đó thì họ sẽ tiến hành bán. Và sẽ không cần quan trọng là sau đó giá cổ phiếu diễn biến như thế nào. Và có một cái yếu tố nữa là thông thường thì các nhà đầu tư tổ chức sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp mà đã tốt sẵn rồi, và trong quá trình họ cầm thì giá cổ phiếu thường bị nén, và sau khi bán thì cũng có khả năng là giá cổ phiếu sẽ bật mạnh. Thì hy vọng là cái thông tin này thì có thể giúp giải đáp được cho các nhà đầu tư lý do vì sao mà giá cổ phiếu lại có mức bật mạnh sau khi có một nhà đầu tư lớn bán. Chúng ta cũng vừa đi qua một tiếng rưỡi để trả lời, vừa trình bày với các nhà đầu tư và trả lời các câu hỏi liên quan đến ba ngành vận tải biển, thép và bán lẻ. Vẫn còn một số câu hỏi của các nhà đầu tư, nhưng mà vì đã hết thời gian cho nên chúng tôi xin dành được là trả lời lại sau, hoặc là các nhà đầu tư có thể liên lạc với lại SSI để có thể được giải đáp. Xin được cảm ơn các nhà đầu tư đã đồng hành cùng với chuỗi 5 buổi NDHE Conference trong năm thứ tư vừa qua, và xin được nhắc lại là chương trình sẽ được chia sẻ trên kênh YouTube của SSI. Hiện tại thì số 1 và số 2 đã được đăng tải tại kênh YouTube. Xin cảm ơn các nhà đầu tư đã dành thời gian cho buổi số 5 ngày hôm nay, và xin được hẹn gặp lại trong các chương trình bổ ích và thú vị lần sau. Xin cảm ơn ạ.